something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. She'll never know your story like I do. She wears shorts, girls, I wear t-shirts. She cheered cats and then I'm on a bleacher. Dreaming by the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been it all along, so why can't you see? You belong with me, you belong with me. This dress with you and your one out jean. I get up thinking this is how it ought to be. Laughing out of our veins, thinking to myself, hey, isn't this easy? You've got a smile that could light up this hotel. I haven't seen it in a while since they brought you down. You say you're far, I know you're better than that. Hey, what you doing with a girl like that? Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Hello everyone, thank you so much. Thanks to Ban giám khảo. Thanks to Kansa. Thank you, Co Ban Choi. I love you everyone. Oh, I love you too. Trời, thật sự quá tuyệt vời luôn các bạn thấy không?
đổi trang phục liên tục luôn. Nãy có đoạn xóa đồ nữa. Trời ơi, quá đã luôn. Bây giờ cho Dư Khánh xin được phép mời chị Mỹ Linh chia sẻ về phần trình diễn của bạn Linh Ly ạ. Ở tuần trước, vì là Mỹ Linh rất là thân với anh Linh nên là vẫn chưa nhìn thấy thực sự là thuyết phục. Nhưng mà tuần này quá thuyết phục, bước ra một cái Taylor Swift luôn. Dạ. Và cái cách mà Linh Ly hóa thân thành Taylor Swift rất là tự nhiên, cứ như thể là không phải cố gắng gì cả. Nói chung là thấy là tiết mục này chọn để kết thúc cho đêm diễn ngày hôm nay là hoàn hảo. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em yêu chị rất nhiều. Vui đó, vui sướng quá đúng không? Dạ cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Còn anh Đại Nghĩa thì sao ạ? Hay quá đi chứ, dễ thương quá đi chứ. Anh tin chắc rằng tất cả các bạn này ai cũng thích cái bài này hết. Khi mà nghe cái bài này lên chắc chắn mọi người sẽ hòa theo em, theo cái giai điệu, theo cái lời bài hát và từng cái động tác nhún nhảy của em. Đó là cái thành công của em khi em chọn cái ca khúc này. Còn về mặt tạo hình thì quá đẹp. Cái gương mặt của em cũng có những cái đường nét nó giống giống Taylor nữa. Nhất là cái khoảng cách này anh nhìn từ xa khi mà em đổ cái nón vô. Anh nói ô, đúng là hình ảnh của Taylor Swift trong cái bài này đây. Rồi khi mà bỏ cái nón ra, cái xõa bung cái tóc vàng ra, trời đất ơi, không còn gì để nói. Bắn tim liên tục luôn vậy đó ha. Dạ em nhận. Dễ thương. Anh hiểu một điều là khi mà mình làm mà nó hơi phấn khích một tí đó thì nó sẽ bị mất sức, nó hơi có chút rối loạn tiền đình trong đó và có một cái sự loạn choạng. Nhưng mà đó là một cái điều mà anh cảm thấy nó dễ thương vô cùng em. Nó thật, bởi vì em đang làm hết sức mình và hôm nay em rất đẹp, em rất đẹp trong cái hình ảnh này Linh ạ. À, chúc mừng em nha. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Không, em đồng tình với anh Đại Nghĩa nha, ngày hôm nay Linh Ly đẹp đúng không các bạn? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bắn tim giống như anh Đại Nghĩa dành cho Linh Ly đó. Nhận đi. Đó đó, tim to luôn em kìa, nghe không đó. Rồi anh Thanh Nhi ơi, câu đầu tiên ghi trong này đó là I'm so happy for you Linh Ly. Wow, thank you. Khi mà Thanh Duy xem Linh Ly diễn, trong lòng Duy trào dâng một cái niềm hạnh phúc rất là to lớn. Đó thực sự là Linh Ly luôn á, đó thực sự là em. Chắc là đây là cái giây phút mà anh nghĩ là em sẽ rất là vui. Em đang được làm những cái điều mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ dám làm ở trên sân khấu, đúng không nào? Dạ vâng ạ, đúng rồi, thực sự là em chưa bao giờ em dám làm như này. Vâng, đúng như anh nói, đây chính là em ạ. Đúng như anh nói, đây chính là em ạ. Linh Ly cũng rất là nghiên cứu cái clip này rất là kỹ, đội cái nón lông lá các kiểu ở trên đầu rất là nặng đúng không? Cho nên là lúc đầu là bạn có hơi lạng choạng lên trên một xíu, nhưng mà từ khi mà vứt cái nón ra rồi là giống như là vô hồn cả lỡ sa vào đúng. Đôi mắt em luôn là bắt đầu nhập đúng không? Lắc các kiểu, xé đồ này các kiểu, nói chung là một tiết mục rất là thành công của Linh Ly. Chú ý xem vào phần giọng hát một xíu, một hơn một xíu thôi, nhưng mà rất là hay nha. Một tràng vỗ tay dành cho Linh Ly các bạn ơi.